nghĩa trang vườn rau giáo xứ Thái Hiệp. Những lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Đồng lắm à. Nghĩa trang vườn rau của giáo xứ Thái Hiệp. Hoa đẹp quá. Lịch công giáo trong tuần. Hôm nay mùng 3 Chủ nhật thứ 31 thường niên Thánh Vịnh tuần 3. Giáo huấn số 49. Bí tích thánh thể, sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, trong bí tích thánh thể, chúng ta cũng nhận được sự bảo đảm về việc sắp sống lại trong ngày sau hết. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, người ấy sẽ sống đời đời, và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết. Bảo đảm ấy về sự phục sinh trong tương lai đến từ sự kiện là thịt của con người được trao ban làm của anh, là thân xác vinh quang của đấng phục sinh. Trích thông tư năm Thánh Thể 2005 số 18. Mùng 4 thứ 2, Thánh Carolo Borromeo giám mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ 3, mùng 6 thứ 4, mùng 7 thứ 5 đầu tháng, mùng 8 thứ 6, mùng 9 thứ 7, cung hiến Thánh Đường Laterano lễ kính. Mùng 10 Chúa nhật thứ 32 thường niên. Lao hôn phối có anh Heronimo Nguyễn Khắc Đức, con ông Heronimo Nguyễn Khắc Vinh và bà Maria Đặng Thị Nùng, hiện nay ở tại giáo họ Do Sa giáo xứ Cái Hiệp, xin kết hôn với chị Maria Mai Kiều Liên, con ông Doan Mai Văn Viên và bà Teresa Lá Thị Kim Anh, hiện nay ở tại giáo xứ Tùng Nghĩa giáo phận Đà Lạt. Có anh Phêrô Nguyễn Minh Trung, con ông Anton Nguyễn Văn Mi và bà Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai,
hiện nay ở tại giáo xứ Quang Diệu, giáo phận Vĩnh Long, xin kết hôn với chị Maria Nguyễn Thị Bảo Diệp, con ông Đa Minh Nguyễn Hoài Bảo và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Yến. Hiện nay ở tại giáo họ Đông Tiên Châu, giáo xứ Thái Hiền. Ai biết những đôi này có mắc ngăn trở gì theo giáo luật thì buộc phải trình thánh lễ Chủ nhật ngày 3 tháng 11 năm 2024. Cha chánh xứ xin thông báo: một, ngoài thánh lễ vào buổi tối lúc 19:15 các ngày trong tháng 11 này, tại nghĩa trang sẽ có giờ đọc kinh cầu nguyện cho các đàn linh hồn do ban điều hành các giáo họ, các giới và các hội đoàn đảm nhận. Hai, như đã thông báo, thứ hai ngày 4 tháng 11 sẽ có thánh lễ mừng kính thánh Martino, quan thầy của hội Martino. Thánh lễ cử hành lúc 18 giờ tại đài Thánh Martino, kính mời cộng đoàn tham dự. Ba, thứ sáu ngày 8 tháng 11 hiệp hội lòng Chúa thương xót của giáo phận mừng lễ bổn mạng Thánh Faustina và kỷ niệm 9 năm thành lập trung tâm lòng Chúa thương xót tại suối Cát. Giáo xứ có tổ chức đi hành hương, anh chị em tham dự xin đăng ký nơi ban trị sự lòng Chúa thương xót của giáo xứ. Lưu ý, sẽ khởi hành lúc 12 giờ tại khuôn viên nhà thờ. 4. Thứ năm ngày 14 tháng 11, giới cha trưởng hạt Biên Hòa tổ chức đi hành hương tại giáo xứ Tân Triều. Quý ông tham dự xin đăng ký nơi ban trị sự giới gia trưởng của giáo xứ. Lưu ý, xe xuất phát lúc 16:30 tại khuôn viên nhà thờ. Xin cảm ơn cộng đoàn. Khánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Tín điều các thánh thông công hôm nay giúp chúng ta sắp tiến vào sự nghiệp hôn trong hội thánh. Đó là niềm cạnh trông và hy vọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Hôm nay, hội thánh mời gọi chúng ta hướng về những người đang an giấc ngàn thu.